sir, yes sir. Sir, 总别。大家捞呀。3 năm trước. 3 năm rồi à? Rap Việt, của Rap Việt này. Đấy à? Được. Anh thích nghe cái màu của em à? Được. Bài 2. Don't worry, my bro. Yeah, believe in the vision, bro. Chị không nghĩ là tụi em viết những cái lời này luôn á, câu gì. Nếu là anh thì anh được cái là chọn âm, nhưng mà chọn âm rất là hay. Bài này chờ sơ hay 9,5 bài này diễn live chắc sướng vãi lều. Này sốt phết ốm luôn, ốm luôn đang khá là ngược. Em đang khá là ngược không thở nổi. Mấy chị nói thế này, mấy chú anh ơi. Ok rồi đấy. Đó. Ủa, top 3. Cái bài rock mà anh bảo anh thích đâu nhỉ? Đi bão. Bài đấy nghe là phê. Nghe kiểu người giật đùng đùng luôn ấy. Đúng kiểu style anh thích. Bài Ru à? Hay là Are You đúng không? Bài đấy hay. Thế là có một bài làm cho anh bất ngờ đấy là bài Drum and Bass. Hết hơi. Thế thì top 3 đi. Top 3 của anh sẽ là Hoodie. Yes sir. Hay chẳng là Hoodie, chắc chắn là Wasted, Last Performance, Câu lạc bộ. Và cuối cùng chẳng là Fever. Không thể nào khác đến, đây là top 5 rồi. Top 5. Top 3 của chị là Last Performance, Báo Thức. Dạ. Fever. Fever. Đi bảo. Third one. Thích. Thích nhất. My personal favorite là Đi Bão, Câu lạc bộ và Fever. Yes sir. Last performance 2. Tớ thích bài 1, bài 2. Được. Một là Airplane Mode. Airplane, bài báo thức à. Bài báo thức. Đấy mấy nữa, tôi 2 ngày nữa. Tôi thích bài Hoodie nữa, bài Hoodie. Tôi không biết sao, tôi nghe bài tôi thấy bài tè vãi. Tớ thích mẹ. Cũng là một góc nhìn. Tớ thích Interlude, tớ thích Hết Hơi với cả Câu lạc bộ. Là mấy cái interlude outro thứ hai. Yeah, và thay mặt cho Cozy thì mình mong các bạn sẽ lên tất cả các nền tảng nhạc số và stream album này. Stream nó. Shout out Cozy. Yeah. Yeah. Yeah.